Trong tiếng Việt, số lượng từ ngữ dùng để xưng hô là rất nhiều, khó có thể thống kê thành một con số xác định. Mỗi đại từ nhân xưng đều mang một sắc thái biểu cảm riêng, ngọt ngào thì có anh em, chị em, thân mật, xồn xả giữa người ngang hàng phải lứa thì tao mày. Bởi vậy, trong giao tiếp, cần phải xác định rõ đối tượng để biết cách đối đáp cho phù hợp. Trong mối quan hệ giữa giáo viên và học sinh, thông thường sẽ hay xưng thầy cô em, hoặc với các bé mầm non, tiểu học là thầy cô con. Thế nhưng, mới đây một cậu học trò lại cả gan xưng anh với giáo viên khiến ai nấy sửng sốt. Cậu học trò to gan dám xưng anh vào bài thi văn. Cuộc điều tra vụ án mạng Saron được đặt dưới sự chỉ đạo của Sở Cảnh sát Los Angeles. Giáo viên khi chấm bài kiểm tra văn này cũng có ít nhiều sửng sốt nhưng không thốt lên lời, sau cùng chỉ quên lại đại từ anh rồi hỏi chấm. Kể ra, người hỏi gọi anh chị thì bản thân người trả lời xưng anh không hề sai. Thế nhưng, xét theo gia giới trong trường học, rõ ràng người ra đề là thầy cô, người chấm cũng là thầy cô, học sinh xưng em mới phải phép. Và xưa nay dù học sinh nào cũng từng gặp câu hỏi kiểu này rồi nhưng nào ai dám cả gan xưng anh chị vào bài thi đâu, ngoại trừ cậu năm sinh này. Tới khi bị cô giáo nhắc nhở, cậu chàng vẫn lên chống chế, em chỉ xưng hô đúng thôi mà cô. Trong giờ kiểm tra nước sôi lửa bỏng mà cậu năm sinh này còn dám làm liều cho được. Ngay sau khi đăng tải lên một hội nhóm chuyên bàn chuyện trường lớp, bài kiểm tra này đã thu hút sự chú ý của đông đảo dân mạng. Ai nấy cũng hùa vào trêu cậu học trò này, một số thì cũng giả ngơ tán thành. Lớp tới cũng thế, người chấm còn ghi, xưng anh với ai? Giáo viên kỳ ghê, hỏi sao chúng em trả lời vậy mà? Đùng! Không có gì thuyết phục hơn. Đúng nhưng mà lại không đúng. Thầy cô thật phi lý ha ha. Rõ ràng là gọi anh chị mà nhỉ. Nỗi buồn không của riêng ai. Nghe vô lý nhưng lại rất thuyết phục. Chí khí anh hùng. Cười đau ruột. Cô hỏi sao em trả lời vậy còn đòi gì? Xưa cũng có ý định ghi như vậy, nhưng không dám. Ảnh chụp màn hình. Có lẽ ngọn nguồn của sự diện cũng do tiếng Việt quá phong phú, đa dạng về cách xưng hô. Chứ thử như tiếng Anh chỉ có y giao xem, làm gì còn tình huống dở khóc dở cười như này chứ.